Con hỏi ông bà cô chú, Doraemon là mèo mái phải không bà cô chú? Dạ phải. Con hỏi bà cô chú nè. Bà cô chú là Doraemon phải mèo mái không? Bà cô chú nó không phải kìa. Vậy là ai sai vậy ta? Ngon nè. Dạ ngon. Ngon, bây giờ đứng ra rau bán trà sữa đi. Ở bên bê té rồi nè. Bê té. Rồi, rau bán trà sữa đi. Bê của con ở đâu có vậy? Ai cho con? Bê. Cô cho biết cửa anh. Phải dùng bà cô chú thì con mới được tặng bê. Mà cô chú con có nè. Chạy nữa rồi. Con có cái này là đi con khoe đó. Ôi, gia đình Tâm Tâm xin chào quý ông bà cô chú anh chị đang theo dõi kênh Sâm Sinh Thiên Thần. Bữa nay bán cũng được lắm á, chiều này tính chuẩn bị đóng cửa nè, đi vô lo ăn uống cho Tâm Tâm đó ông bà cô chú. Nãy giờ nhô nhô ôi ngoài khoe quà. Đây đây đây, kìa con có cái gì không bà cô chú? Cái đó là cái gì? Đâu, đâu cô dâu. Cái đó là nó. Ai mua cho con? Ai mua cho con? Cô dâu với cô hai. Con nhìn cô hai với ông bà cô chú, ai mua cho con? Cô Châu với cô hai. Rồi, có cảm ơn cô Châu, cô hai chưa? Dạ, con cảm ơn cô Châu với cô hai. Thì có nón rồi đội đi đâu? Đi chơi. Có nón rồi đội đi đâu? Đi chơi ở đâu? Đi chơi ngoài chợ. Chơi ngoài chợ hả? Dạ. Rồi, ngày mai mẹ kiếm chỗ đi chơi để cho con được đội cái nón này nha. Dạ. Ôi ơi, con ạ, con cầm búp bê gì nó đau rồi sao? Trời ơi, dễ thương không? Dễ thương. Ẩm đàng hoàng cẩn thận để đau nha. Yeah. Khoái chơi búp bê lắm ông bà cô chú ơi. Con Tâm chị đâu con? Tâm chị đi chơi mất tiêu rồi. Ồ nãy giờ con đâu có chào ông bà cô chú hả? Dạ con xin khoanh chào. Khoanh tay lại chào ông bà cô chú. Con xin chào ông bà cô chú, chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. Rồi bữa nay con học đi học có ngoan không nè? Dạ ngoan. Rồi con vô trong con kêu Tâm chị ra chào ông bà cô chú nè. Chạy rồi đó, chạy đi rồi đó. Bữa nay đi học vui cũng đỡ, không có nhõng nhẽo mà con chú về nhà bữa nay vui quá trời không biết nữa. Rồi đi vô kiếm Tâm chị rồi đó. Bây giờ là em chuẩn bị dọn dẹp. Bán cái này vô đây để đây khi bán cho nó tiện lấy cho lại á. Rồi Tâm chị ra tới đó, rồi. Tâm chị đâu mà chào bà con chú rồi con. Dạ chào bà chú, dạ chúc bà chú nghỉ khỏe. Rồi, búp bê cầm đàng hoàng, cầm kiểu đó trước mặt người ta làm sao? Con thương không? Thương búp bê không? Dạ. Thương phải chăm sóc búp bê cho đẹp nghe. Dạ. Búp bê, em muốn búp bê. Con cần ăn mà. Cô hai. Rồi, búp bê này màu gì đi ta? Em màu. Búp bê này tóc giống con không? Tóc hơi vàng hơn tóc con nha. Dạ. Búp bê của Tâm em thì hơi trắng giống, còn búp bê này hơi vàng, với lại da của búp bê là không có được trắng như con nha. Dạ. Giống mẹ luôn á. Giống mẹ luôn. Mẹ đen lắm hả? Dạ, con này cũng đen như mẹ nữa nè. Ôi, giống mẹ luôn. Rồi, bây giờ hai Tâm ra rau trà sữa, bán trà sữa cho mẹ nè. Tâm ơi, ra rau bán trà sữa cho mẹ con ơi. Trà sữa cái áo lại nè. Để đây. Con ra cho mẹ vớt vài ly cho nó hết cái buổi chiều này coi. Rồi mình đóng cửa chị trễ xíu nha. Nha, đi rau cho. Sắp tới con đi học á. Kêu Tâm chị ra, kêu Tâm chị ra đây đi rau nè. Chạy tới chạy lui trong nhà xuống nhà vậy. Đi về tới là nhoi hết trơn mà cô chú. Dạ, rủ Tâm chị ra rau trà sữa rồi kìa. Rau kêu rau là không rau mình đâu, phải hai đứa rủ nhau ra rau. Rau mà rau kỳ lắm, rau ăn mua trà sữa ế không mà cô chú. Này còn mấy suốt ngày bận bịu muốn chết mà về là rau trà sữa ế không. Rồi vô chổng yên vô chổng luôn rồi đó. Cô hai mua, mới đem về mà chưa có mở ra cho đội thử, để đội cho cô hai coi nha. Đội cho cô hai cứ tâm tâm nha. Ra đây mày đội thử cho cô hai coi. Cho bà cô chú coi nha. Con quên em bé. Quên em bé mất rồi hả? Có ai thấy ừ, trời ơi, cái nón này chắc đi du lịch quá cô. Đúng rồi. Thì đi. Con đi quẹt. Nón của con đâu
tâm chị. Đây này, mẹ coi đeo làm sao, đội làm sao đây. Trời ơi, cô hai sợ con đi ra ngoài nắng mua cái nón này. Gì đó hả cô? Quá đẹp rồi. Rồi con đứng lên chơi cho bà con chú thôi, cái nón này đội là bao mát luôn á bà con chú, bao mát luôn á nha. Bao mát luôn, cái nón này đội đi ra trà sữa là đúng bài luôn. Cái này mà trà sữa chén nướng mà ra ngoài là khỏi sợ nắng luôn. Khỏi sợ nắng. Đi mát thôi mà. Ờ, chú này chắc phải dẫn Tâm Tâm đi đi ra ngoài chơi để được đội cái nón này coi ta. Dẫn con đi chơi cho vui. Ờ, đi chơi ra ngoài nắng, cái nón này chắc đi biển được hả? Cái nón này dám đi biển mà. Đúng rồi, nắng. Mẹ, nó đột cứu mẹ vậy. Đâu là mẹ coi coi. Rồi, Tâm chị nè, khoe với cô với ông bà cô chú coi. Đẹp Tâm. Con hỏi đàng hoàng. Dạ mẹ chú cô ơi, đẹp Tâm. Thấy con có đẹp không? Thấy con có đẹp không? Đi ra gao đi. Rồi, đi ra gao bán trà sữa nghe. Ở cái nón không thấy cái mặt ở đâu hết trơn á. Mặt gì? Gao đi con, bán trà sữa cho mẹ đi con. À, vừa đó. Ngầu quá. Con cầm này nè. Con cầm búp bê đàng hoàng. Con cầm này nè. Con gì? Con cầm này. Đâu em Vương vậy? À, chạy vô nhà lấy cái khác ra khoe nữa đó bà con chú. Mở búp bê là cho mẹ chơi luôn nè. Búp bê này là búp bê người lớn. Còn đây là búp bê em bé. Phải không cô? Cô khoe cái gì nữa vậy? Ôi ơi, cái túi đó nữa hả? Cái túi đó cô mua cái túi với lại cái nón sao tuyệt màu quá trời luôn cô. Tuyệt màu ghê luôn nè. À, vậy là hết một ngày mệt mỏi của gồng rồi đó ông bà cô chú ơi. Gồng mới vừa dọn dẹp ngoài này hơi gọn gọn rồi. Để gồng quay cái cảnh mà cái hậu trường của gồng ở đằng sau nha. Long ơi, con chào ông bà cô chú nè Long. Dạ con xin chào ông bà cô chú đang theo dõi kênh Song Sinh Thiên Thần. Con chúc ông bà cô chú thật nhiều sức khỏe. Con đang làm gì đó? Dạ con đang dọn dẹp. Phụ mẹ. Long chiều dọn dẹp là Long phải ra phụ gồng dọn dẹp với ông bà cô chú. Vì ban ngày biết mẹ gồng buôn bán vất vả rồi. Chiều chia nhau ra làm. Đây cái hậu trường của gồng đây. Cái đằng sau của gồng ông bà cô chú. Nó vừa bộn. Nó vừa bọn tùm lum hết trơn. Có, giờ người ra ngoài, người ở trong chứ. Bây giờ cha May đứng ra cho May xử. Hai Long phụ luôn. Gì có công bằng không? Có quan ức gì không? Đứng ra chén có quan ức gì không nè? Không, thì người ra ngoài, người ở trong. À. Ôi, May xin chào ông bà cô chú anh chị. Bữa nay bị quay rồi. bữa nay bị quay lại rồi. Chiều lại là dọn dẹp, cứng nhau dọn dẹp. Lê quay giờ học sinh ra đó là cái gì dơ cái tóc vô đây nè. Đâu có đứng mà rửa được cái tới chèo cái súng nhau dọn dẹp gì đâu bà cô chú. Hôm nay thì rửa chén quá trời bừa bộn luôn. Đây là cái cảnh hậu trường. Còn Tâm Tâm không có phụ mẹ được gì hết đó Tâm nha. Tâm ơi, Tâm trốn mất tiêu. Đây con vừa dẫn khách. Dẫn khách rồi vô đây quay xa liền ha. bữa nay quay lên nữa. À, chia sẻ công việc hàng ngày của vợ chồng mình cho ông bà cô chú anh chị biết. Sung sướng gì đâu, ở ngoài thấy ra gọn gàng sạch sẽ gì đâu ông bà cô chú mà vô làm sao thì quá trời. Mình ở lâu thì trong ngoài thôi, mình tiếp nhau mình làm thôi. Sạch đâu thì không biết. Bảo đảm sạch lắm luôn. Chưa biết là bên chổi hả Tâm? Mày ra dán lắm à, ra dán rửa dán. Bây giờ có hai vợ chồng
người ở ngoài bán thì người trong này phải dọn dẹp thôi chứ sao. Ai nữa đâu mà phụ. Dạo này mấy ngày đầu đông quá trời đông á, nên phải cần người phụ. Cái mấy ngày sau không dám làm phiền mấy bà thiến nữa, cho nên hai chồng tự bương mà cô chú. Ra đây hai cho quét nè. Ra đây, ra đây. Dành chổi là đưa ra đây một cây chổi đi. Rồi tâm em nè, tâm em quét cho sạch sẽ nè. Cầm hai tay coi. Trời ơi, dành của hai, dành cái chổi của hai luôn chứ. Cái này hả? Rồi để em quét nửa cái nhà rồi tới con quét nửa cái nha. Quét cho sạch nha. Quét cho sạch nha con. Thôi quét cái dưới thôi, các bạn để tí mẹ lau. Hậu quét thì trả chổi cho hai quét. Trời ơi, rồi chừng nào mới sạch đây cha. Chơi kiếm cái chỗ nữa. Rồi, hai đứa, lôm nhau quét nhà nghe chưa, cho sạch sẽ nghe chưa. Chỗ này chưa. Rồi, sạch chịu. Rồi, quét nha. Đem ghép từ ngoài vô á cha, chứ quét ra gì cha. Giờ được quét được chị là vui dữ lắm rồi. Tưởng đóng cửa ngủ rồi mà chiều tối này gặp khách nói không bà cô chú ơi, cho nên gán nén mở cửa. Cảm ơn khách nói nha. Bữa nay mì gồng có món mới không bà cô chú? À, Milo dầm nữa đó bà cô chú ơi, món mới của mì gồng. Milo dầm bánh lăng rồi. Ngoài làm nha. Không ngon, chắc ăn là ngon. Ba nha. Bà. Cảm ơn nhiều. Mình đóng cửa được chưa? Có, giờ này mình đóng cửa được rồi. Dọn dẹp xong rửa chén, quét nhà rồi xong hết rồi đó bà cô chú. Giờ tiếp tục dọn nữa. Phải chiếc trường của gồng nữa. Nãy là gọn gàng hết rồi, có khách là cái mày ra trời ơi, bán được quả trời liên lô dầm luôn, bánh lăng quá trời luôn. À, bây giờ dọn vô. Mỗi ngày đâu, một tuần là mình có một món mới hả? Từ từ nó sẽ suy nghĩ ra nhiều món mới để cho khách không có bị nhàm chán. Nay còn một món nữa chuẩn bị làm. Món gì đó? Các bạn cũng có món nữa hả? Có. Món nó chưa đâu đây, chưa thành công rồi mới dám lộ tin được. Nghe phong thanh món gì mà có độ nền giống như biết. Ngon lắm luôn. Từng nào ra mắt? Từng sau sẽ ra mắt món mới. À, nhớ nhau mà cô chú, từng sau cho mày sẽ ra mắt một cái món mới không mà cô chú, là món gì mà cho mày nó dính dáng tới đậu nành gì đó. Rồi, gì mình đóng cửa đi. Lại lên tắt đèn lại nha. Mấy con nhỏ nhỏ này nhiều quá không bà cô chú ơi. Tắt đèn đóng cửa vô phòng đóng lên cửa phòng lại không được. Trời ơi. Ê làm gì đó? Tục sách. Con đọc lớn lên cho bà cô chú nghe nha. Không biết đọc. Không biết đọc thì mình xem hình. Lên bàn ngồi đi, ở đây lấy ghế ngồi đi con. Đâu? Đi lấy ghế ngồi đi. Con nè, con đọc sách xong là con phải sắp lại gọn gàng nghe chưa? Dạ. Ờ, để cha ngồi, cha sắp lại gọn gàng đó nè. Chiều có mấy bạn nhỏ. Chiều có mấy bạn nhỏ mà lớn hơn Tâm Tâm xíu. Đi lại đọc sách tô màu cho nên để cái kệ hơi bị vừa bộn. Tối ra chiều hài lòng sắp xếp lại cho gọn. Thôi đóng cửa lẹ lên quá rồi. Lên. Long ơi. Long à. Con ra đây sắp xếp lại nè con. Đâu, con sắp xếp sách rồi đi con. Dạ. Cho mẹ đóng cửa rồi kìa. Ơi dẫn xe vô bạn ơi. Kìa, yeah, đọc sách rồi đó, thấy chưa? Để cho gọn gàng lại đi con. Dạ. Đọc
Con hỏi con với bà mười sắp xếp sao bây giờ, nhớ y chang như vậy nha. Đây là chỉ xem hình thôi. Mẹ ơi, Doraemon nè, Doraemon đâu, đâu? Đâu, cha quay coi cho bà con chú có phải có Doraemon không? Nè, chú đây nè. Ừ. Tao không biết đây là sách Doraemon nữa đâu bà con chú. Vậy là gán học, học cho biết chữ rồi đọc lớn lớn cho bà con chú nghe nha. Doraemon nha. Nè, ta. Cái này là sách gì? Cũng Doraemon luôn hả? Rồi bây giờ đó. Ngày mai nha, cái mình về sớm mình tranh thủ mình đọc nha. Chứ bây giờ tối rồi, dạ, không thấy vui quá, mẹ nó tắt đèn nha. Mẹ ơi, Doraemon giống con mèo à. Thì Doraemon là con mèo. Ở đây là con mèo máy mà. Mèo máy rồi, à. Thấy chưa, mẹ không gần bằng tâm nữa. Doraemon là con mèo máy. Mèo máy Doraemon. Mèo máy Doraemon. Giỏi quá trời. Doraemon là con mèo máy, phải không Tâm? Tâm em, phải không? Trả lời cha kìa. Dạ phải. À, mẹ không gần luôn á, Tâm giỏi. Không biết Doraemon là con mèo mái luôn á. Con hỏi ông bà cô chú Doraemon là mèo mái phải không bà cô chú? Dạ phải. Con hỏi ông bà cô chú nè. Em bà cô chú là Doraemon phải mèo mái không? Ông bà cô chú nó không phải kìa. Vậy là ai sai vậy ta? Phải. Phải. Doraemon là mèo mái không bà cô chú ơi. Nhưng mà buổi tối này cái mùa hông vô nhà lắm không bà cô chú ơi. Thường thường là đóng cửa là gồng hay tắt đèn bớt cho nó đừng có vô, chứ bây giờ nó vô là nó vô. Đây nè, hộp màu mấy bạn nhỏ ấy ra rồi. Nó đi bừa bộ mất. Cái tối là Long phải sắp xếp lại. Để cho ngay ngắn như cái lần trước mà người bà mười dạy con đó không? Ê mẹ nói nghe nè. Cô không quá trời luôn. Ngày mai mình đọc nha, mình về sớm mình tranh thủ mình đọc buổi chiều sớm sớm nha, chứ bây giờ không có đọc. Nhưng mà chị rước trễ rồi. Hả, chị rước trễ ngày mai hứa luôn, ngày mai sẽ rước sớm nha. Nha. Cha mẹ mấy bạn rước rước sớm rồi cha. Cha mẹ mấy bạn rước sớm hả? Trời ơi, trách cha mẹ. Cha mẹ mấy bạn rước sớm rồi, còn chiều lên quay cái giờ 4 giờ là mấy bạn cũng tan trường rồi, bán nước lu bu hơi rước Tâm hơi trễ cho nên Tâm trách Tâm bận chút. Mẹ ơi, bạn rớt mắt hay sữa? Hả? Bạn trứng. Bạn nào? Bạn hôm qua không biết. Bạn nó cũng bán trà sữa nữa hả? Con Mỹ Kim hả? Nhà bạn Mỹ Kim cũng bán trà sữa nữa hả ta? Bây giờ phụ mẹ đi, con chắc lên cái chỗ hồi nãy đi. Ngày mai mình về sớm mình đọc, bây giờ mình tắt đèn đi, quá cho mũi với mùa hông nha con. Bye bye em, con chú thì mình vô phòng mình trốn mũi với lại chú mùa hông lại quá rồi nha. Bỏ tay ra con. Rồi con chào tạm biệt ông bà cô chú. Em chào nó mặt bà chú quá. Mũi trắng mũi quá trời nhiều luôn bà cô chú ơi. Rồi tôi đi gió kìa, tôi đi gió thì cha mới quay kìa. Rồi thả tim ông bà cô chú coi. Rồi gia đình Tâm Tâm chào tạm biệt ông bà cô chú. Để nhắn Tâm Tâm vô phòng chú mũi. Mai mà cô chú đi đâu? Dạ con tạm biệt ông bà cô chú. Xem video đi nhỉ. Rồi, mấy xin chào tạm biệt và chúc anh chị.